Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 26 cây sứ thái ghép và sứ zin, cây củ quái và cây dáng nằm luôn. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 100.000 cho đến 200.000 một cây. Đơn hàng em gửi đi á là hai cây trở lên mới gửi nha cả nhà. Hiện nay em gửi cây đường xe Tô Châu và đường Bưu Điện nha. Còn khách nào ở gần vườn mình có thể tiện ghé vườn lấy thì mình alo với em trước rồi mình ghé lấy luôn cây cũng được. Rồi mình có cây số 1. Số 1 ghép đại mỹ nhân. Có hoa luôn nha. 5 cánh trắng viền đỏ. Đại mỹ nhân 8 bo 150.000. Số 2 một cây củ hình quái nè cả nhà. Ghép một giống mới nữa, kim ngọc 11. Kim ngọc 11 nha, hoa 3 lớp. Cây 7 bo 180.000. Cây củ quái 7 bo 180. Cây đang vô nụ nha. Cây này là xuất sắc từ hình cũ cho đến tàn luôn. Tán bung ra tròn đều. Rồi số 3, rạng đông 3 lớp màu vàng, cây 7 bo 150. Số 4, Vĩnh Lộc 44, cây 11 bo 150. Số 5, Đuân Han, giống này hoa 3 lớp màu vàng viền hồng, nở tầm 4 ngày nó sẽ chuyển sang hồng nha. Cây 6 bo 150. Số 6 ghép hai giống Nguyệt Tâm 2 với lại Phương Mai 1. Cây 6 bo 150.000. Cái giống này có hương thơm nha cả nhà. Số 7 Lip Green, hoa 3 lớp đỏ đậm, cánh có lem lem trắng. Cây 8 bo 150. Hoành cây chậu C10 của bên em có hoành 55 cho đến 66 tùy gốc nha. Rồi số 8 Hoàng Thiên Hương, cây 5 bo 100.000. Cây này tựa dài. Số 9 là Tuyết Sơn, 3 lớp màu trắng, trắng tinh luôn, Tuyết Sơn là trắng tinh luôn nha cả nhà. Giống này chùm nụ của nó nè. Đây, Tuyết Sơn. 3 lớp trắng tinh, cây 6 bo 150.000. Số 10. Thiên Hương, 3 lớp trắng viền hồng có hương thơm, Thiên Hương 7 bo 150. Số 11. Ferrari 3 lớp nền trắng viền đỏ cánh nhọn, cây 7 bo 150, củ hình quái nha, tựa dài. 12 một em hàng VIP củ hình quái luôn. Đây, hình một con thú có 4 cái chân luôn nè cả nhà. Đây hai chân trước, phía sau nè có cái đuôi ngoảnh lên đây nha. Ghép giống hoàng kim, hoa 2 lớp màu vàng. 2 lớp màu vàng nha cả nhà. Hoàng kim. Rồi cây 5 bo 200.000. Số 13, tiếp một em dáng nằm, Nguyệt Tâm 5, hoa màu đỏ. Đây, Nguyệt Tâm 5. Hoa 3 lớp màu đỏ đậm luôn nha, đỏ đậm cánh viền tím. Nguyệt Tâm 5 đang vô nụ. Rồi, cây 9 bo 150. 14 một em củ quái nè. Cái củ này thì nó lên vàng đây xíu. Hôm nay nó lên cái khúc vàng đó, em thấy đứng một chỗ đó. Không biết là có lên vàng nữa hay không. Rồi cây này là số 14 nha, củ quái, củ mini ghép giống Thúy An 3. Thúy An 3 là một giống hoa 5 cánh màu tím. Cây 6 bo 150.000. 15 màu tím than, cây 5 bo 150. 16 tiếp một em củ hình quái nữa. Có mấy cái rễ nó đi nè. Để trên vàng quay qua hơi khó. Đây. Ghép giống Phương Lam X5. Hoa của nó 3 lớp màu hồng sọc. Hoa này cực kỳ rộ luôn cả nhà. Hồng đậm có sọc nha. 10 bo 150.000. Lúc mà cái giống này nè, lúc mà nó rộ mình nhìn là hoa rực rỡ làm như là hoa giấy luôn. Nhìn toàn là hoa thôi. Rồi tiếp 17. 17 là Tỏa Dương, 2 lớp màu vàng sọc có hương thơm, cây 4 bo 130. Số 18, Titi, 3 lớp màu tím cánh nhọn, 9 bo 150. 19, Sĩ Thư 1, 3 lớp màu trắng viền hồng, cây 8 bo 150. 20, Lucky, 3 lớp màu đỏ cánh nhọn nha. Giữa cánh hoa có cái sọc trắng, cây 6 bo 130. 21,
21 Minh Hoàng 2 lớp màu vàng. Cây Minh Hoàng 8 bo, 8 cây tròn, 150 ngàn. 22 Quyết Thắng 3 lớp đỏ đậm luôn, cây 6 bo, 150. 23 là Cần Dụa 5 cánh màu tím nha. Đây, 5 cánh màu tím Cần Dụa, cây 6 bo, 150 ngàn. Rồi 24 là Phạm Thiên Thư, hoa 3 lớp màu vàng, có cái sọc nha cả nhà, giống Phạm Thiên Thư là có hương thơm. Cây 10 bo, 150 ngàn. 25 là Vĩnh Lộc 16, hoa 3 lớp màu trắng, có cái sọc hồng giữa cánh. Cây 6 bo, 120. Rồi, cây cuối 26 chứ, cây 26 là cây cuối, cây xứ zin nha. Cây zin hoa 3 lớp màu hồng, kỳ duyên, tàn bung rộng tầm khoảng 1 mét. Đây, xem cái đế. Rồi, cây zin này giá 200 ngàn. Rồi, giá cây em nói đây là giá em bán thôi ha, còn phí ship là do người mua mình tự chi trả nha cả nhà. Hiện nay khách nào mua 10 cây em sẽ tặng 1 cây làm quà, mua 5 cây tặng 500 gram phân hữu cơ vì bón cho cây trồng mình ha. 10 cây mình không nhất thiết phải là chọn trong một đêm, em gom đơn cho mình trong vòng 1 tuần. Rồi, cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh thì mình hãy bấm đăng ký kênh nè, và chấm vào chuông thông báo á, để mỗi khi mà em đăng cái video mới lên nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi nha. Em xin chia sẻ thêm, bên em có cung cấp thêm nguồn phân hữu cơ, đó là phân dơi nha, phân đó là do trang trại bên em cung cấp luôn. Cái phân đó mình bón cho cây kiểng á, bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đối với cây kiểng là giúp cây của mình có vàng lá dày, xanh, ít sâu bệnh nha. Cây ra nhiều nụ, hoa to, hoa có màu sắc tươi đẹp ạ. Em cung cấp phân sỉ và lẻ luôn, cả nhà ai có nhu cầu xài phân thì cứ alo bên em ha. Em ship hàng toàn quốc luôn ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và ủng hộ. Chúc cả nhà có một buổi tối ngắm hoa nhiều niềm vui nha.